Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục lại sách bài tập tiếng Anh của Mai Lan Hương và Nguyễn Thanh Loan với bài số 7 La Mã. Bài số 4, Unit 4, Our Price, 7 La Mã, trang 25. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Hoàn thành câu với những giới từ chỉ thời gian. Chúng ta có in, at, on, after, before, between. After là sau khi. Sau khi, before là trước khi, trước khi, between là giữa. In, at, on, bây giờ chúng ta cùng làm này. In, nhớ, in cộng với in cộng với gì? In cộng với tháng, in cộng với mùa, in cộng với năm. On cộng với ngày, on cộng với ngày tháng nhá. Rồi at thì cộng với thời gian. Rồi ví dụ này, tôi sẽ gặp bạn vào buổi tối. Chúng ta có những cụm từ đó là in the morning, in the afternoon, in the evening. Cho nên ở đây chúng ta phải điền giới từ in. Câu số 1, Mozart được sinh ra ở Strasbourg. Đây tức là một cái thành phố nào đó. Một thành phố nào đó thì chúng ta luôn xài giới từ in. Năm 1756, năm chúng ta luôn luôn xài in với năm. Cho nên ở đây là hai cái in. Sang câu số 2, what do you usually do? Bạn luôn làm gì vào ngày chủ nhật? Sunday là thứ, là chủ nhật, cho nên chúng ta xài on Sunday. Chúng tôi thường đi dạo ở miền quê vào các ngày cuối tuần. Ngày cuối tuần chúng ta có thể xài on hoặc xài at. Câu số 3, họ kết hôn vào ngày 21 tháng 4 năm 2002 nha. Vào ngày tháng năm chúng ta xài giới từ on. Câu số 4, tôi luôn luôn rảnh rỗi từ 8 giờ tối cho tới 10 giờ tối. Bây giờ có từ and, cho nên chúng ta phải xài giới từ between luôn đi với and, giữa cái này và cái kia. Câu số 5, khóa học bắt đầu vào ngày 12 tháng 5, có ngày có tháng, chúng ta xài on. Và kết thúc, và thỉnh thoảng kết thúc vào tháng 8, August, tháng 8, tháng, chúng ta xài in. Có ngày có tháng thì xài on, chỉ có tháng không thì xài in. Câu số 6, cô ấy không thích đi lại vào ban đêm, đi ra ngoài ha, đi vào ban đêm. Ban đêm là xài at night. Câu số 7, tôi sẽ rời đi vào lúc 7 giờ đúng. Bây giờ thời gian là phải xài giới từ at rồi. Vì thế bạn sẽ nên gọi cho tôi vào lúc 7 giờ. 7 giờ là thời gian cụ thể, chúng ta xài giới từ at. Câu số 8, tiếng Anh, lớp học tiếng Anh của tôi kết thúc vào lúc 7:30. 7:30 là thời gian, chúng ta xài giới từ at ở đây. Chúng ta hãy gặp nhau vào lúc 7:30. Rồi, vậy là chúng ta xài giới từ at ở đây luôn. Sang câu số 9, bạn có mang quà, những món quà, tức là do you give, bạn có mang món quà. Do you give each other present? Bạn có mang cho người khác quà vào ngày Noel hay không? Giáng sinh Noel chúng ta xài on hoặc là at đều được. On Christmas hoặc là at Christmas. Câu số 10, luôn có rất nhiều bữa tiệc vào đêm giao thừa. Vào đêm giao thừa chúng ta xài giới từ on New Year Eve. Sang bài số 8 La Mã là hoàn thành đoạn hội thoại sau, sử dụng những từ người ta cho trong ngoặc. Nam đang hỏi ba về kỳ nghỉ gần đây. Nam và ba đang nói chuyện với nhau. Nam: Where did you go? Bạn đã đi đâu thế? Tôi đã đi Nha Trang. Ở đây người ta chia thì quá khứ đơn này. Nam nó hỏi tiếp là bạn đi một mình hả? Bạn đi một mình hả? Thì câu này nó không có từ để hỏi. Và đây là quá khứ. Các bạn sẽ xài trợ động từ did để đầu câu. Did you go alone? Did you go alone? Bạn đi một mình hả? Không, tôi đi với bố mẹ của tôi. How did you travel? How did you travel? Ở đây người ta cho từ hỏi là how, là hỏi phương tiện. Và chúng ta vẫn đang chia thì quá khứ, cho nên chúng ta phải có trợ động từ did. How did you travel? Bạn đi bằng xe gì? Chúng tôi đi bằng tàu hỏa này. Chúng tôi đi bằng tàu hỏa này. Tiếp theo, how long là hỏi bao lâu, tức là bạn đã ở đó bao lâu nhé. How long did you stay there? How long did you stay there? Vẫn là thì quá khứ đơn, phải có did. We stayed there for the week. For a week. Chúng tôi đã ở đó một tuần. Tiếp theo này, câu số 4.
Người ta cho từ stay hotel tức là bạn ở trong khách sạn phải không? Vậy chúng ta phải để trợ động từ did ở đầu câu. Did you stay in a hotel? Did you stay in a hotel? Bạn ở trong khách sạn phải không? Đúng thế, chúng tôi ở khách sạn Thắng Lợi. Rồi hỏi tiếp là bạn làm gì buổi sáng? What did you do in the morning? What did you do in the morning? Chúng ta phải có trợ động từ did nha. What did you do in the morning? In the early morning, và những buổi sáng sớm. I went to the beach. Tôi đi ra biển. To swim and sunbathe. Tắm và bơi và tắm nắng. Rồi thời tiết có đẹp không này? Câu này không có từ để hỏi. Và fine là tính từ, cho nên trong câu này các bạn không có xài did mà các bạn xài động từ to be ở quá khứ, đó là was hoặc là were. Mà thời tiết là danh từ số ít, cho nên chúng ta xài was. Was the weather fine? Was the weather fine? Sang câu tiếp theo. Thời tiết có đẹp không? Có, thời tiết rất đẹp vào buổi sáng nhưng thỉnh thoảng trời mưa vào buổi chiều, vào buổi tối. Rồi, đồ ăn có ngon không? Đây lại là câu hỏi yes no, mà good là tính từ cho nên chắc chắn không có xài did ở đây. Nếu mà ở đây có động từ thường thì xài did, và ở đây có tính từ thì xài to be. Bây giờ là what's the food good? What's the food good? Đồ ăn có ngon không? Yes, the food was delicious. Hoặc là để các bạn biết thì các bạn phải nhìn xuống câu dưới này, đây này, đưa câu này ra câu nghi vấn. Was the food good? Trên đây was the weather fine? Sang câu tiếp theo. Nó ngon lắm, đồ ăn ngon lắm, đặc biệt là hải sản, nhưng mà mắc lắm. Rồi câu tiếp theo là bạn có mua quà lưu niệm ở Nha Trang hay không? Cái này người ta cho từ buy là động từ thường, cho nên ở đây các bạn không xài to be mà các bạn xài trợ động từ did cho tôi. Did you buy souvenir in Nha Trang? Did you buy souvenir in Nha Trang? Có chứ, tôi mua một ít quà cho bạn và những người bạn của tôi, những người bạn của chúng ta. Rồi bạn có mệt mỏi sau chuyến đi hay không? Bạn có mệt mỏi sau chuyến đi hay không? Cái từ tired cũng là tính từ cho nên là đã phải xài động từ to be rồi. Were you là chủ ngữ số nhiều, xài were you tired after the trip? Were you tired after the trip? No, I wasn't. I had a great time. Không, tôi có một thời gian rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta qua bài số 9 La Mã, đó là hoàn thành cái đoạn, hoàn thành cái đoạn văn sau. Người đầu bếp đã ăn trộm một cái chân của một con cò quay. Toss là con cò và toss là quay, rất là ngon. Chỉ trước khi mà phục vụ cho ông vua. Ở đây chúng ta phải xài từ before, trước khi được nó được phục vụ cho đức vua. Đức vua hỏi ông ấy rất, đức vua giận dữ và hỏi ông ấy tại sao con chim chỉ có một cái chân. Ở đây sẽ điền từ why, tại sao. Và người đầu bếp đã nói rằng những con cò chỉ có một chân thôi. Hãy đến dòng sông và ngắm nó với tôi vào ngày mai, và tôi sẽ chỉ nó cho ngài, cho ngài đức vua, thưa đức vua. Vậy là ở đây là and. Rồi sáng ngày hôm sau thì người đầu bếp và đức vua đi tới dòng sông, go phải là to rồi, go down, went down to the river và nhìn các con cò, nhìn những con cò đang đứng trên một chân. Ở đây là saw the stock all standing on one leg, và đức vua đã vỗ tay của ông ấy và vỗ những cánh tay của ông ấy, cái này phải là hand gesture, và những con chim bay đi mất, flew up. Đó, ông ấy nói người thấy không, tất cả bọn chúng đều có hai chân, ngay lúc này cơ mà, ngay lúc mà tôi vỗ tay đấy, ta vỗ tay đấy, nhưng mà thưa đức vua, ngài đã không vỗ tay vào tối hôm qua. Rồi ok, ở đây sẽ là didn't. Vậy là đầu tiên câu số 1 là before, câu số 2 là why, câu số 3 là one, câu số 4 là and, câu số 5 là to, câu số 6 là straw, câu số 7 là hands, câu số 8 là up, câu số 9 là to, và câu số 10 didn't. Rồi cái bài số 4 của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong test for Unit 4. Goodbye and see you later.